Đây là một buổi huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển của cán bộ chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù chưa bước vào mùa mưa bão, nhưng với phương châm chủ động trước một bước, cao hơn một bước, công tác tổ chức huấn luyện các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế luôn được cấp ủy chỉ huy đơn vị thực hiện nghiêm, đồng thời có sự điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch trên từng địa bàn cụ thể, nhất là các địa bàn xung yếu trọng điểm. Qua đó giúp cho bộ đội tăng cường rèn luyện, sức bền thể lực, kỹ năng cứu hộ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã tổ chức triển khai xây dựng huấn luyện, tiến trình và huấn luyện, đảm bảo cho đơn vị huấn luyện theo đúng kế hoạch, sát đúng với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của hải đội. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ thành thục các phương án phòng chống tai tìm cứu nạn, các kỹ năng kỹ xảo là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển cũng như là các nhiệm vụ đột xuất. Công tác tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi tính khẩn trương từng phút từng giây. Bất kể hoàn cảnh nào, khi có lệnh xuất phát ra khơi làm nhiệm vụ, con người và phương tiện luôn phải đảm bảo nhanh chóng kịp thời. Do vậy, công tác bảo quản, bảo dưỡng máy móc, phương tiện kỹ thuật, nhất là các trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn có trong biên chế, cả trước, trong và sau khi làm nhiệm vụ được cán bộ chiến sĩ đơn vị duy trì đều đặn. Ngày giờ công tác kỹ thuật được duy trì thực hiện có nền nếp, mọi sự cố về kỹ thuật đều được phát hiện, sửa chữa, có phương án thay thế kịp thời, đảm bảo luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Hàng ngày thì căn cứ vào tình hình trên tàu, thì anh em thường xuyên lau chùi vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra các cái hệ thống đường ống đảm bảo tốt, không bị rò rỉ. Đối với công tác bảo dưỡng kỹ thuật hàng tuần thì chúng tôi thực hiện nghiêm các cái giờ nổ máy cũng như là công tác tiến hành các cái công tác bảo dưỡng kỹ thuật sâu hơn, kiểm tra các hệ thống điện, rồi hệ thống làm mát cũng như nhiên liệu, các hệ thống luôn luôn là đảm bảo thông số tốt, sẵn sàng nổ máy cơ động khi nhận nhiệm vụ. Là đơn vị cơ động trên biển, được giao quản lý vùng biển có chiều dài hơn 126 km. Đây là vùng biển có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh. Chính vì vậy, không kể ngày đêm, cán bộ chiến sĩ Hải đội 2 vẫn vượt những con sóng, những hiểm nguy, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho ngư dân khai thác hải sản, phát triển kinh tế. Những năm qua, thì trước những cơn bão đổ bộ vào thì chúng tôi luôn nhận được sự thông tin liên lạc của hải đội 2 cũng như là sự phối hợp kêu gọi tàu thuyền thông tin những cơn bão và nơi đặt tránh của bão an toàn, đặc biệt là trong những cái tình huống xảy ra những cái tai nạn trên biển thì hải đội 2 biên phòng là một trong những đơn vị hỗ trợ cho địa phương về phương tiện lai dắt cứu hộ cứu nạn. Trong quá trình ngư dân đánh bắt xa bờ thì có một số trường hợp bị tai nạn bệnh tật ở trên biển, thì lúc khi nhận được thông tin đề nghị của chính quyền địa phương thì hải đội 2 luôn xuất kích huy động tàu thuyền cũng như là cán bộ y sĩ chiến sĩ ra để cứu hộ cứu nạn an toàn cho bà con. Luôn xem tàu là nhà, biển cả là quê hương, xem hạnh phúc của nhân dân là niềm vui, là trách nhiệm của mình. Trong những năm qua, hải đội 2 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển của Tổ quốc, bảo đảm ngư trường an toàn cho ngư dân, mà còn là đơn vị chủ công trong ứng phó xử lý thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển. Những người lính biên phòng đã trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.